Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với trò PlayerUnknown's Battlegrounds. Và mình sẽ chơi phiên bản mới, kiểu mới update lên á. Cho nên mình sẽ muốn vô mình thử. Thì mình sẽ ráng mình kiếm cho được cái map cũ, để coi coi cái đợt này thì Bluehost nó có làm lại gì hay không. Ok, Godly hên quá. Map cũ. Ôi trời ơi, thánh thần vậy hên quá. Đây cái súng không có lấy đèn. Nghe đồn thì nó hơi lát. Kìa, súng làm kỹ hơn thôi. Ô, bạn nhìn thấy cái này không? Nó có vẻ được làm mới hơn. Wow, quá hay. Súng thì nó dễ dễ. Mượn súng mày cái coi. Nè, coi cái súng không cho mượn đó mày. Đù. Ê, có mấy chỗ làm đậm hơn nè. Thì mình đáp xuống cái chỗ nào mình coi đẹp chứ con. Đẹp thôi. Gặp nhìn núi đi à. Nếu bay từ đây qua thì sẽ bay ngang trường học quá. Chọc, đáp xuống bay hết. Hay bình tĩnh chứ, còn nhiều chỗ mà. Bochinki nè, School nè, Rockford nè. Từ dạ, chiếc này đi qua đây luôn, Chadaya luôn. Ok, thôi chắc ta đi xuống sớm, ta đi qua cái khu bên kia. Bye bye. Đáp càng xa càng tốt, mình không muốn chết sớm đâu. Tôi muốn được sống. Dù sớm luôn. Mình đi bên kia, kiểu trường bắn lại đồ này nọ đó. Wow. Ê, các bạn có cảm giác không? Nó không có bị giật. Mà chưa thể nói hết được. Mày đi xuống sớm chứ mình thấy đâu là cái dạng như là cái map mà sa mạc á, nó vô nó giật kinh khủng luôn. Giật kiểu lạ kỳ lắm cơ. Hồi xuống đây không ai đáp được tới bên kia đâu. Mình xuống cái nhà này đi. Mượt hơn ha. Máy mình thì nó đang hiện 72 FPS 76. Thì coi đáp xuống coi nó có vấn đề gì không. Thằng này chắc nó đi qua cảng rồi. Bo đi mà, mày chạy với nó làm chi? Mày cẩn thận từng ly từng tí. Có tiếng động. Chắc là mấy yếu tố bên ngoài. Không sao. Lấy được gì? À, lấy được con đèn. Đó, các bạn thấy không? Đây mình thấy làm hay nè. Toàn bộ cái súng như nó kiểu như là nó thay đổi cấu trúc luôn á. Nó làm kỹ hơn. Ra dáng một cây súng hơn chứ. Mình vẫn nghe được cái tiếng gì nhỉ?
Có ai đây không? Nếu có ai thì hãy ra mặt tôi ha. Đừng có làm tôi sợ. Nó sợ thiệt luôn á. Một mình mèo. Có gì không? Không. Không biết sao sao nhưng mà thấy làm súng kỹ hơn thấy mê rồi. Thiên nhiên cây cối thì làm đẹp hơn đó. Cái màu nó không có lợt 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 kiểu bắp cũ á, kiểu nó tươi hơn. Đây mình chỉ mới chuẩn bị cho setting thấp thôi mà nó đã như thế này. Chịu khó với mình nha, mình đang muốn cho nó đẹp hết mức. Ultra lên hết đồ họa luôn coi. Mày chịu khó tí. Để mình đang muốn coi coi nó như thế nào. Lại bỏ đồ bóng rồi. Shadow, Halo luôn. Đang chơi ở 45 FPS 40 thì máy mình đâu phải mạnh gì đâu, cho nên cho mình coi đồ ngoài của nó. Cây cỏ good, ok điều chỉnh lại nè. Đây luôn test này, medium của mình là mình thì tính như thế này. Nó vẫn ổn định các bạn thấy không? Mình chạy cái khu khỉ ho cò gáy gì không có ai. Lại cái tiếng đó. What the fuck? What Nó sợ thiệt. Màu 14 nè, làm đẹp hơn. Mình ngay bo nên cứ bình tĩnh và từ từ. Chắc cái gì phải vội á. Nhảy cửa sổ ra. Yeah. Nhà kho này vô cũng đây có gì. Phát thải đường. Chờ nãy giờ đi trong tình trạng không có giáp hả? Tội thế. Đúng nhà ghẻ ghè nghèo ghê. Bò cái này không biết bò đâu nữa. Xùi xùi bò trường học trường cái nữa khỏi đi luôn. Sao bình thường mình chỉnh cái setting này nó sẽ lát lát mà giờ thấy nó đẹp thế nhỉ? Đẹp, đẹp mà nó không có tuột chiều đó. Chơi này nó ultra luôn coi.
không che ghê không việc. Không biết có gì vậy, đang thử coi coi cái hết cái setting của mình coi 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 nó như thế nào mà. Anh tới gì ta? Effect. Con tra thử nó sẽ như thế nào. Có dấu hiệu lắc lác một tí. Effect là mấy cái yếu tố môi trường. Phôi, khói nè. Cũng không có tuột nhiều. FPS vẫn ổn định ở 70 luôn. Ghê thiệt. GTX 1050 không có ti. Nhiều mấy cái này nó hình như nó đè nặng vào cái phần cứng của mình, như CPU của mình á. Vẫn 74 ổn định luôn. Ghê. Nên giờ đi kiếm scope, cái scope cũng có luôn. Hên quá, cây súng. Tạm biệt, ở bên. Ê. Nó mình không ngờ luôn á, setting vậy mà nó còn rất là ổn định. Nhưng mình coi thêm cái gì nữa, nó sẽ lag hả? Anti này. Wow. Là chỉ còn hai thứ thôi. Ba thứ. Này sao xuống rồi nó tuột 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 tí, mình đi ra nó là sao, khung hình vẫn không thể nào mà xuống 52, không thể xuống 50 được, vẫn đủ để chơi, quá dữ rồi, quá dữ luôn, quá dữ. Nói chung là bản update này nó khá là, mình nói thật luôn á, nhiều ông ở trong group BOBG cứ ngồi cứ lải nhải kiểu như tối ưu kiểu gì á, mà mình thấy qua cái clip này mình sẽ chắc mình sẽ đăng lên và nói cho tụi nó nghe được. Thế đạn bị gì vậy, không đủ chỗ hả? À, đúng rồi, nhầm. Má ơi, khung hình ổn định lần đầu tiên luôn. Mình nhầm giật luôn đi. Nói chung là chỉ có độ bóng với lại cái gì á. Thôi mình cứ để cái setting vậy đi. Nhìn bốn mấy là chơi quá được. Mình đang ngay bo luôn. Lâu bo mới vô. Yeah.
Vết hai mình cũng có rồi đúng không? Đúng rồi. Kìa quá rồi. Thật sự là mình không ngờ được máy của mình lại có thể chơi được Ultra một số cái. Các bạn có thể thấy không? Chạy xuống nước cho cái nó nghe cái tiếng nữa. Thôi, có cái gì mà thôi đi chị. Thôi đi xuống rồi. Nước và đồ. Nói chung là trong cái đây, trong cái trò này thì ai cũng biết mà, là nó sẽ có một cái là cái bóng Shadow á, bật cái đó lên là bật cái đó mà Ultra lên thì có mấy cái máy mạnh kiểu 1070 là trở lên á thì khung hình nó mới ổn định được, chứ 1060 6 gì thì đôi lúc nó cũng sẽ thọt. Đi hier. Má khung hình lại lên lên 60. Đã ghê. Chơi cái kiểu nó không có bị giật lag luôn, thấy nó bất ngờ. Đang nằm quá trời vậy. Mình nên đi đến một cái điểm nào nữa đây. Chứ ở đây mình thấy không an toàn lắm. Vui là chính, nhưng mà mình muốn trải nghiệm cái map này nó lâu lâu một tí. Có ai trong đây hả? Hết hồn. Mình thấy nó thập thò, thập thò, thập thò. Tưởng có ai. Đi xe không ta? Đấy, mình thì lại thích cái này hơn á. Không thấy mình đâu, chắc chắn không. Đi xe của nó sao? Có gì khác biệt không? Xe có lên số rồi đồ nữa. Nó thiệt hơn. Lái xe nó có vẻ nó thọt hơn tí. Lâu lâu nó thọt xuống 45. Mà nó vẫn đảm bảo độ mượt mà. Khung hình nếu mà mình muốn nói cái trò này thì mình đã từng nhận thấy luôn, thì dưới 40 mới là cái vấn đề. Bạn thấy nó hơi lát lát tí. Còn dưới 30 nữa thì đừng nên chơi. Vậy ba từ từ. Bắn bằng UMP à? Tôi xin lỗi, chưa? Kỳ xin lỗi mày, được chưa? Em có bét đét không ta? Có bét đét. Hư giáp tao.
Nhưng giờ bạn thấy nó bóng 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 bẩy hơn. Nhà làm game nó chú trọng những thứ mà những game thủ không để ý, cho nên nhiều lúc nói vô cái nói là chẳng cái gì khác biệt. Nhưng mà mình thấy nè, như bạn nhìn thấy cái tay á, nó có ngón tay, nó thiệt nó có ngón tay, với lại mấy cái đường vân tay nữa. Nhà nó đã làm chi tiết nó kỹ hơn thì mọi người cũng phải để ý và mọi người phải biết trân trọng nó. Nhà làm game này nó đang làm cố hết sức để làm cho cái game này nó tốt hơn mà, cho nên mấy bạn cũng đừng có kêu ca gì nhiều. Có cái nhà nào không ta, sao không có nhà? Có, mình nghe có người quá. Chết mẹ, cái cục này ngay đây đi, để nó bu đây. Coi bắn mình hả? Đây, cái cục này nó ngay đây nè, nó bâu vào cắn xé cái cục đó. Nhà này có người không vậy? Có cái mũ ba giấu nữa ba. Có gì đó, có xe tới. Mà 416 mấy cái chi tiết mình thấy nó làm kỹ hơn. Mình chưa có băng đạn thêm. Không, mình tụt rồi. Hồi nãy chút nữa mình đi mình giảm sự tin lại đi. Đảm bảo đồ mượt đi. Cái này để thấp quá thì nó cũng không có đẹp. Medium thôi. Đó, cho mấy cái chi tiết này nó kỹ kỹ hơn tí. Anyone? Điều quá. Không có nhắm, có súng nhắm mà không có nhắm được. Hai cái laptop làm ăn được gì, ít làm phải có cái X4 chứ. Hey. Hai mươi đứa bình tĩnh mà đi, đâu phải vô đây giết người đâu. Bò ngay mình. Xuống đi. Nhìn ngó phong cảnh thôi. Con ngó tí bắn bể đầu. Mày yên tâm, mũ ba cùng lắm bay mũ. Hù. Đẹp quá. Sao nghe cái tiếng súng đó? Sao?
biết có người đó mà nhắm ông tới. Lâu lâu có hiện tượng giật hả? Có người bo ngay mình đi. Đợt what now? Nãy có thằng nó chạy tới đây đúng không ta? Nó phải đổ xe ở ngoài chứ. Damn it xe mình ngoài bo rồi. Cái xe đằng kia đâu ta? Nó chạy luôn hả? Chắc vậy rồi. Ok, mình chạy. Please don't kill me. Ở đâu á? Đi. Don't. God, please, no. Tại sao mày lại giết cái thằng người dưng như tao vậy hả? Chết cha. Số phận của mình là đi tông rồi. Mình phải vô trong kia. Không là cũng chết rồi. Ôi. Mật dẹp. Mình không thấy nó.
còn tới tận 5 đứa lận. Tôi sẽ chết ở đây. Mấy ông ơi, tha cho con ấy. Con chỉ làm việc riêng, con đi vô đây con chỉ tận hưởng đồ họa mà mấy ông chị ác với con quá. Cái nó... mất bà nó cái dép rồi, còn mỗi cái mũ làm ăn gì. Có thằng bên đây này nó me nó giết mình nè. Đây. Đây nè, nó đây nè. Ngay đó luôn. Đừng bắn. Mình sẽ không bắn. Bốn đứa luôn. Chết đi. Bốn đứa lận, thằng này nó đang bắn lộn thằng kia còn thằng nào nữa. Đấy. À nữa, mày giết kia đi cho lên. Mình làm du kích. Cái bò đó mà rộng rộng thêm tí nữa là mình sống rồi. Bắn đâu giỏi đâu. Kiểu vô đây nhây nhây tí. À. Ok. Thì mình vừa tận hưởng cái chế độ PUBG mà phiên bản update mới lên đó, cái map cũ nó sẽ rất là đẹp luôn, và thậm chí về những cái setting thì nó cũng thể tối ưu hóa, phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Thôi thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha, nhớ like cũng như subscribe nếu bạn như các bạn thấy thích video của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha, bye bye.